bộ đôi phối hợp vô chùa trộm tiền trong thùng tam bảo. Lợi dụng sự sơ hở của nhà chùa, nhiều đối tượng giả danh Phật tử đến chùa thăm viếng, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp thùng tiền công đức hiện vật cổ. Một người canh một người dùng đồ câu tiền bên trong thùng tam bảo. Thủ đoạn này khá cũ nhưng vẫn tiếp diễn, các chùa lưu ý cảnh giác. Đoạn clip camera sau tại một chùa ở An Nhơn, Bình Định mới đây. Theo đó, bộ đôi nam nữ giả làm khách vào viếng chùa. Hai người này phân công nhau, người nữ vợ tóc nhang đứng canh, người đàn ông cùng đồ câu lấy tiền trong thùng. Từ thực tế, các vụ trộm xảy ra tại các ngôi chùa cho thấy, thủ phạm thường giả danh Phật tử vào cúng chùa, sau đó quan sát thùng tam bảo hiện vật, đồ cổ rồi hỏi thăm những người trong chùa để rõ đường đi nước bước, chờ cơ hội giở trò trộm cắp. Các tầng lớp nhân dân và ban quản lý các di tích, cơ sở thờ tự cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực gia cố, sửa chữa, nâng cấp hệ thống tường rào, cửa, hệ thống khóa cửa. Đối với các di vật cổ, đồ vật có giá trị nên cất giữ ở nơi an toàn, cử người trông coi thường xuyên, cần lắp đặt các phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm, đặc biệt là lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống báo động chống trộm, đồng thời khẩn trương thông báo kịp thời với cơ quan công an khi có vụ việc liên quan đến tội phạm trộm cắp xảy ra. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.